mà cảnh vật đã sáng mắt. Chào mừng các bạn trở lại với ngôi làng của Heavy. Lại là tôi, huấn luyện viên của team Liên Quân. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lại cuộc chiến giữa người và sói, để xem ai là người chiến thắng sau cùng. Và biết được chức năng của nhau. Và điều kiện thắng của họ là trừ khi trên ván đấu còn một dân và một sói thì phe có thần tiền. Lắm rồi. Ok. Ok, bây giờ mọi người chơi nào. Ok. Rồi, đêm đến rồi, mọi người ngủ đi. Ai cầm lá bài kể trộm vậy đi. Kể trộm thấy được 3 lá bài, nếu có sói chọn sói. What the hell? Cái chồng ơi, cái chồng ngủ đi. Thân tình yêu vậy đi. Cô biết giữa đâu hai người với nhau bất kỳ. Hai người đó biết bao với nhau. Biết bài của nhau. Thì cái ba ngủ đi. Giờ làng về xuống mặt. Giờ làng. Giờ làng ơi. Giờ làng ngủ luôn rồi anh ơi. Nãy giờ căng quá ngủ quên rồi. Giờ làng sợ khó mà ngủ rồi. Thở xăng về xuống mặt. Có thở xăng nha. Đến nơi gần nửa cũng nó băng ai. Đến nửa ấy ngủ. Tất cả sói dài. Tất cả sói dài tay có ai sói. Băng, băng, băng. Sói chùm. Sói chùm dài tay. Rồi tất cả sói ngủ. Sói chùm hơi vậy đi, sói chùm cắn ai. Sói chùm ngủ. Sói lửa vậy đi. Có chức năng của anh. Sói lửa ngủ. Sói quỷ. Sói quỷ cũng có muốn sử dụng chức năng của anh hay không? Sói quỷ. Nope. Sói quỷ ngủ. Bảo vệ gì đi. Trusty. Bảo vệ anh em bảo vệ. Bảo vệ ngủ. Tiên tri ơi vậy đi. Đây mà tiên tri muốn xoài. Tiên tri ơi, tiên tri ngủ đi. Hồ ly. Hồ ly. Hồ ly đi cứu trang rồi. Rồi ok, quên nó hồ ly. Chơi quả trò. Thằng gấu vậy đi. Thằng gấu lúc nào sẽ luôn luôn soi hai người bên cạnh xem có phải là soi hay không. Thằng gấu ngủ đi. Sẽ được thông báo vào buổi sáng. Phù thủy ơi đi. Thủy. Cái gì đây? Nãy giờ căng quá ngủ quên. Đêm nay có Thủy muốn cứu không? Thủy muốn giết ai không? Ngồi Thủy ngủ đi. Chờ sáng rồi mọi người về đi. Đêm qua là Hadid chết. Rõ ràng cái xe Hadid. Hôm nay là mình sẽ chơi đánh bài sự kiện nha. Nắng nào, có bài nào cho em sống lại mồi lên.
Hồi sinh hay đấy, chạy đi. Không có đó. Cho một người làm đau phụ. Là phụ chém à? À, từ đây đến cuối game, lá bài của nạn nhân sẽ được tôi cho đau phụ xem và giữ bí mật với tất cả những người còn lại. Hai luôn, hai luôn cho hai. Cho một người làm đau phụ. Không phải ai ai đau phụ. Bầu. Giờ là bầu phiếu thôi. Bầu phiếu thôi. Bầu đi ơi. Thôi em nè ơi. Em nè, em nè. Em nè. Em nè. Con gái duy nhất người. Lên đầu tiên đúng không? Đó, game này là có sao chùm là chắc chắn sẽ có hai người chết. Đâu. Mà một người không chết thủy ai được là một là được phụ thủy cứu, hai là được bảo vệ. Nếu mà được phụ thủy cứu á thì có cái người mà bị suýt chết đó nên bầu người đó là phụ làm đau phủ là an toàn nhất, tại vì đưa bài cho người đó đúng rồi. Tại vì nãy cái tay của chú biết chỉ đầu em có gió có kìa. bầu hồi nãy chú biết chỉ chắc không đúng không? Chắc ừ chắc được cứu á, biết để chết hụt được. Đúng, tại vì nó sát hồi nãy tao không biết quay quay cái đầu này. Tại gió tao không thấy sáng sáng. Tao cứu mày. Để đâu mà? Tao cứu mày á. Thế ông cảm giác. Tao nghi lắm mà. Nãy ông nội kia. Vậy là tao biết ai cũng đúng rồi anh. Ông này vẫn chết nữa chứ. Đúng, đã đúng. Mày ra vậy. Càng nghi lắm nha. Nghi gì đâu, có quyền cho bổ mà. Vậy thì bò cho bố làm ra phủ. Thôi bò cho bố làm ra phủ. Bò luôn. Bố biến năng về mà sao em chết. Anh chỉ bò chân sói làm ra phụ luôn đâu. Ủa khi con sói được. Không được. Lần này tố ăn sói chết thì... Chắc gì bố nói thật. Ủa rồi đau phụ được chọn một người không vậy ạ? À? Ai bầu chính cho bầu mày cứu phụ mà. Là người bầu chân thấy sói đâu. Đó. Thằng phụ đó là thủy quỷ đó. Ai vậy? Vậy? Anh thổi ra bầu lỡ ra thấy mùi phỉ đồ. Má người của em rồi. Sao quỷ từ sáng không liền chứ. Nó khô liền. Ủa anh rồi. Rồi tao này làm gì? Viết ngay. Cái gì? Ở đó này làm gì? Thấy được lá bài chưa? Thấy được lá bài bảo vệ đó. Biết bảo vệ ai rồi đó. Ờ, bài giữ mật. À, như thế bài được không? Nói ra nhiều. Ok. Không được nói ra. Biết làm sao đó. Nhưng mà là quyền biết được. Chỉ giúp cái game mình thắng. Vậy là phú lên. Chào phú đang phụ đúng không? Rồi, ok. Ok. Bảo vệ phú là biết. Ai? Thấy đâu có sói không? Bật là sói đúng không? Lỗi rồi, không nhớ sói đâu rồi. Rồi không nhớ, không nhớ đâu rồi. Không phải, từ. Đang lót, đang lót. Kiếm rất cái này. 2 hours later. Trời ơi, quên chứ nổi. Bên cạnh gấu. Rồi, rồi. Ai gấu? Gấu đâu? Ai gấu? Gấu đâu? Thằng bánh đa nó thổi nào nó thấu mày. Mày đừng bắt gấu đâu rồi. Đó, chết mẹ rồi. Mẹ rồi. Mẹ lắc mạnh ra. Em lắc. Phải liền. Em lắc. Tại. Cứu cứu. Em cá luôn. Em thề luôn. Em không phải là. Tôi lắc. Thường thường người ta. Thường thường lắc đi nha. Thường thường lắc đi nha. Bây giờ nha. Bỏ chạy lấy bỏ chạy ai. Bây giờ cho người hai bên nói chuyện với em. Giờ chưa bỏ lắc tối em quăng mình thằng này. Trời đất ơi là trời. Em cứu được cả này thôi, chắc cổ em là chết rồi. Bây giờ chưa bỏ thằng này đi tối em quăng mình thằng lắc. Hợp, em không phải là sói. Nó là em thì. Em là sói. Bây giờ anh tin thằng lắc không? Em ơi, mọi người vui đi. Bây giờ bỏ ai? Bỏ bạn. Vui đi. Bạn hả? Mày chắc lũ sao mà giống đeo? Mày cứ nói địa chỉ đi sao? Địa chỉ con lắc gì? Con lắc quá. Quăng lắc đi em yêu à. Muốn lắc đi. Thằng bảnh ơi. Ừ em tin bảnh luôn. Quăng em đi. Tất cả đang nói chuyện. Lắc đi. Muốn lắc. 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 Ai biết rồi. Đúng rồi đó. Người sai rồi.
sai thôi lỡ rồi. Còn bài người chết kìa, mày không người chết đấy mất đường. Dù gì cũng hai người chết à, mọi người sai thái độ luôn nha. Rồi ok, mọi người sai rồi. Đêm đến rồi, mọi người ngủ đi. Em mì. Trời, em phải là sói. Nguyệt nữa vậy đi. Nguyệt nữ. Đêm nay Nguyệt nữ cũng đóng băng ai. Nguyệt nữ ngủ. Sao lửa vậy đi. Đêm nay sao lửa muốn khó chức năng của ai. Sao lửa ơi, sao lửa ngủ đi. Tất cả sao vậy đi. Tất cả sao. Đêm nay sói muốn cắn ai. Tất cả sói ngủ. Sói quỷ vậy đi. Sói quỷ muốn xuyên chức năng của mình không? Nope. Sói quỷ ngủ. Tiên tri. Đêm nay tiên tri muốn sói ăn. Tiên tri ơi, tiên tri ngủ. Bảo vệ ở vậy. Bảo vệ ai? Bảo vệ ngủ. Phù thủy vậy. Đêm nay có người này thì giết người cứu không? Người muốn giết ai không? Nope. Phụ thủy ngủ. Chờ sáng rồi mọi người vậy đi. Đêm qua đau phụ chết. Mọi người bây giờ luôn. Này thì đau phụ. Bầu ta đau phụ. Bán này còn sợ chung không? Không nói chung không? Nói chung không gọi luôn. Hả? Bệnh. Anh à, đấy sói chết rồi. Mày là sói rồi. Đúng. Không được bản tin em. Trời ơi. Trời ơi. Mọi người giết em là sai rồi. Con sói này ra. Con này cũng con sói là. Thằng này chết. 1, 2, 3, 4, 5.
Cậu nội, có gì quầy vốn em nội. Sói rốt sáu. Còn sáu người. Sáu người, sói dạng bên đây nè. Trừ tao ra. Trừ tao ra. Trừ tao ra, chắc chắn một điều. Trừ tao mắc tên coi, trừ. Thì hai người này sói. Kiếm ra đi, ai tiên chi hỏi sói này đi. Sói rùa mắt ra. Thật. Anh kia bây giờ nên... Cơ bản tại sao cũng phải lộ. Thì không phải sói. Đây gấu, là ba người đó phải rồi. Mà em khẳng định đây cũng phải sói. Mà em khẳng tử thì đây cũng phải sói, chỉ còn hai người này với hai người này thôi. Từ 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 không bây giờ cái cú đó này, cái câu đó là cái gì? Ông mua lại sói, anh nó gấu mà. Mình mua lại có sói. Ừ, cú đâu có sói. Ba này không phải sói. Vậy em khẳng định luôn là anh Kiệt với Lô Kè với Bình Đai với Cô Bò là bốn người này là không biết ai sói nè. Này ba người chết không sói nào. Tao khẳng định là ai sói. Đúng rồi, tôi khẳng định nữa. Khẳng định luôn, em chỉ khẳng định là trong bốn người này sói nha. Kiệt không phải sói. Giờ còn ba người này thôi. Kiệt không phải sói. Giờ còn ba người này chắc luôn anh. Kiệt không phải sói. Giờ còn ba người này này. Kiệt nó. What the fuck? Ok, anh là có bay hả? Anh chơi bay ai? Đúng rồi, anh thắng em đó đúng không? Bay hả? Anh thắng. Nani? Còn hai người với Luca thôi. Bay hai người này. Bây giờ cho cổ. Giờ hai người này gán những người đây xong rồi cho cái cổ đây, cho cổ đây. Cổ luôn. Cho cổ luôn. Có bay đó mọi người. Cổ tao tù. Tôi biết mọi người ơi. Cho cổ luôn. Bây giờ nhanh ba người này còn sống, nhanh còn một sống chơi là thằng biết mọi người ơi, có biết mọi người ơi. Thằng Nguyệt nữ, thằng Baka là dân, ok chưa? Nữ, bên đó Nguyệt nữ. Nguyệt nữ, Baka là dân. Nhưng quan trọng là hai người ghép thôi. Quan trọng là hai người bị Covid ghép đâu rồi. Quan trọng là anh chị vừa khai ra là hai người. Tao đều là dân, của tao theo đen vàng. Nhưng mà bây giờ tao theo đen vàng. Ba nữ ba. Cái gì mà ồn ào quá vậy nè. Chắc chắn là Nguyệt nữ không? Hai người có bậy nhau mà. Thì đó. Thì là hai người giải quyết nhau ha. Bạn giúp cho mấy người thật mà. Rồi. 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 Tôi là kỹ sĩ. Ok. Tôi là kỹ sĩ. Ok, mày có tin hay không? Mình lên đâm một. Đó. Nổ ra hai người. Thằng rùa hoặc là Bana đi. Bây giờ lặp bài lên 5 người rồi watch em người là xong luôn. Đúng game á. Lô game, đâm Bana. Đi xem đi Lô. Em nghe sao em rùa không? Đâm đi. Đâm đi, kỹ sĩ đâm đi. Dạ, em đâm anh để lại Bana ăn được. Đâm đi. Đâm đi. Không có watch mà. Đâm. Đâm đi. Trời đất ơi là trời. Quá sức chặt. Hay tất cả. Trời đất ơi. Được rồi, đại hội xem đi. Được rồi, đại hội đi. Mình nữ dậy, mình nữ muốn nó băng ai? Mình nữ, được. Mình nữ muốn nó băng ai? Mình nữ ngủ. Sói dậy, sói muốn cắn ai? Sói quỷ dậy, sói quỷ muốn sao quỷ ngủ. Tiên tri ơi, về đây. Đêm nay tiên tri muốn soi ai? Người chết mà ăn muối. Tiên tri ơi, tiên tri ngủ đi. Bảo vệ về đi. Bảo vệ ai? Bảo vệ ngủ.
Bùi Thủy ơi dậy đi. Đêm nay có người này. Giết. Bùi Thủy muốn giết ai? Giết người chết bố luôn. Bùi Thủy không giết. Chờ sáng rồi mọi người dậy đi. Mọi người đây mãi mãi. Bạn kè. Im đi. Bạn nè. Cái gì chết như vậy? Ừ, sổ quỷ truyền rồi nha mọi người. Sổ giết đông gì á? Sổ giết nhiều dữ ta. Sổ quỷ truyền rồi nha. Đó, nếu mà giết một người này là em thì chết luôn. Còn ai nhỉ? Ai cầm má? Ừ. Ai vậy là sổ giết hai người? Chết rồi đấy. Thôi cắn mày, nhưng mà mày ghét tôi, thắng là mày chết. Nhưng mà cắn mày, cắn tao cũng chết cầm hai người à. Nhưng mà sổ quỷ truyền ở đó. Sao mày vậy? Vậy là... Còn ai ta? Ê, bên đây chết hết rồi, khỏi nhìn. Anh kìa mấy câu ghép ai là sao? Đây nè, cho tao đợi còn vàng bảnh thôi, còn có 5 người bảnh rồi đó. 4 người à? 5 người với Na nữa. Em khó. Mày ghép gì chứ? Na kìa, cho anh kì hồ với lát sống. Mày sẽ chết hết cái vàng bên kia rồi. Mày còn sói nữa. Mày sói. Thì đưa cho tụi sói đi. Ừ. Đúng rồi. Cao là anh ghép rồi. Nhưng mà hả? Thế quỷ chuyện qua rồi sao? Ủa nhưng mà sao quỷ? Muốn chuyện ai cũng được. Đúng. Mình còn mấy người vậy? Bây giờ 3, 4, 5. Ủa, chưa được kia chết rồi. Còn 5 rồi thôi. Không. Ủa mà, như vậy là 5 nè. 5 nè. Ủa nào rồi. Chết rồi mà. Chưa. Rồi. Bên kia đâm sai rồi. Chụp tồn ở đây. Bây giờ tao nói có một thằng bị đổi, bị đổi thành sói. Anh đó. Nam hay là cho mấy anh nói. Ủa là cho thôi. Quạt bình chết đó. Quạt bình chết đó. Trời ơi nó kiếm chuyện tôi. Quạt bình sao 3 người chết được? 3 người là hai thằng này là yêu nhau. Có anh Kiệt. Có anh Kiệt. Có anh Kiệt. Em là Trà Lan. Rồi. Rồi. Nói đâu? Em Trà Lan hả? Giết thằng Lách. Cái gì vậy má? Giết thằng Lách đây. Là bảo vệ. Không phải sao chạy 3 người chết vậy? Giết thằng Lách. Ờ. Bảo vệ anh đó. Giết thằng Lách. Cái gì vậy má? Không, 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 Kiệt nè. Kiệt nè. Ừ. Ừ. Thì đúng rồi, nó bị nè. Bạn chỉ có từ đầu rồi, hiểu không? Cái này là so từ đầu rồi. Cái này là so từ đầu rồi. Two hours later. Bây giờ bố anh đi tối quăng bơm nè, rửa xong. Ừ. Nói gì? Thì ra mày chọn cái chết. Bảo vệ gì đi? Bảo vệ ông, bảo vệ ai? Thôi Phụ Thủy nói vậy đi. Đêm nay có người bị giết, Phụ Thủy muốn cứu. Phụ Thủy giết ai không? Phụ Thủy giết ai không? Headshot. Rồi, Phụ Thủy dậy đi. Rồi, Phụ Thủy ngủ đi. Dậy sáng. Chờ sáng rồi mọi người dậy đi. Nếu các bạn thấy clip này hay thì nhớ là để lại một like, một share, nhớ đăng ký kênh Happy và kênh của mình nha. Và nếu các bạn thích series ma sói này nữa thì nhớ để lại comment cũng bình luận nha. Và bây giờ thì bye bye.